Xin chào các anh em, hôm nay hàng vài được mấy con. Con rất đặc biệt, Toshiba Inverter. Con này đầu 22 nha các bạn, đời 2018. Cái mẫu này rất là lạ nha các bạn. Thấy nó ngộ ngộ. Cái mẫu này thì rất là kén remote. Bắt buộc phải sử dụng remote này hoặc là sử dụng remote zin theo nó. Còn tất cả các remote khác của Toshiba không sử dụng được. Lần đầu mình cũng thấy cái mẫu Toshiba mà dùng chung với nhau không được các bạn. Remote này thì 650.000, rất là êm. Con máy này chạy hiệu suất rất cao các bạn. Nó không yếu như cái mẫu lá nhỏ và lá lớn. Cái mẫu này chạy tầm 30 phút vẫn chưa giảm dòng tua nha các bạn. Còn mẫu lá nhỏ và lá lớn thì chạy tầm 15 phút là bắt đầu giảm tua, nên nó bị kém lạnh mặc dù nhiệt độ phòng chưa đạt. Vàng rất là xanh luôn, cùng nóng rất là đẹp. Hôm nay quay con này cho các bạn xem, đời 2018. Mẫu này thì không có chức năng nha các bạn, chỉ đơn thuần là làm lạnh và làm nóng. Máy này 2 triệu, thấy là lạ quay cho anh em xem. Nhưng mẫu này cũng không có phổ biến trên thị trường. Đầu này 22 nên sử dụng điện áp 100V. Dòng chạy là 5.24A. Bạn nào có muốn nhu cầu sử dụng máy Nhật cần tư vấn thì mình liên hệ mình tư vấn miễn phí cho. Mình làm hàng thùng và hàng nghĩa địa, nhưng mà mình thích bán đồ cũ, hàng nghĩa địa thôi. Vì hàng nghĩa địa rất là bền. Mình bảo hành cũng không có sợ bị trục trặc, bảo hành lâu cho các bạn luôn. Còn hàng thùng thì rất là dở. Dịch bệnh này hàng khó lấy nên về được có mười mấy con à. Về còn được 3 con, đây là 2 bộ 4 tàu 40 ly hợp Vatma